Thì ở đây ngày hôm nay sẽ là video về Love Food Nhưng khá là ngược đời Khi mà trong video ngày hôm nay mình sẽ lập cho bộ kênh mới Thì trong một số các bạn không biết Thì cũng đã gần một đâu đó là một tháng rồi Mình đã không chơi Love Food nữa các bạn Thì uh, sau cái đợt mà mình đăng video về cái Melee mới Thì mình lại tiếp tục ăn thêm một gậy của Youtube nữa Là mình bị hai gậy rồi Thì không thường thì nếu như mà đúng Thì tầm khoảng 11 tháng 3 Thì khi mà hết được một gậy Youtube Thì mình sẽ tiếp tục làm video cho các bạn xem Nhưng mà ngày hôm qua vào ngày 29 uh, tháng 2 thì mình lại bị ai uh, à, ngày đâu 28 mình như là ngày 28 thì mình lại bị vua thêm một cậy nữa các bạn ơi thì uh, bay kênh luôn ấy vì thế là trong video hôm nay mình sẽ làm trên cái kênh mới này còn kênh cũ của mình thì uh, bị bay các bạn ạ à. um, khá là buồn luôn thì nói chung thì trong kênh mới này thì hiện tại mình đang có làm hai kênh thì đối với kênh mới như hôm qua này thì mình sẽ làm về lót phút chuyên còn lót phút luôn còn đối với cái kênh mà dưới hấu bao 2.0 của mình đấy thì mình sẽ chuyên về làm những con game mà gọi là những con game không phải có lớp phút nha các bạn chẳng hạn như là best best simulator 99 hay là những con game mà gọi là nói chung là không không lớp phút ok rồi tiếp theo thì về việc mà ăn gậy thì nói chung là hiện tại thì như các bạn đã biết á thì hầu hết tất cả youtuber có rất là nhiều youtuber bị ăn gậy của youtube không phải riêng mình tại vì hiện tại youtube nó có một cái chính sách mới nói đó chính là không cho quảng cáo những cái sọt ha các bạn thì những ai mà đã từng quảng cáo thì uh, quảng cáo thì đa phần đều sẽ bị ăn gãy hết quan trọng là nó có đến sớm hay đến muộn thôi các bạn ơi những người mà chẳng hạn như là chưa bị ăn gậy thì uh, vì sao thì mình nghĩ là nếu như mà vô tình mà uh, bị bót hay là gì đó thì nó cũng sẽ bị ăn gậy thôi tại vì uh, bot ai của youtube nó sẽ quét hết tất cả các kênh kênh mình thì uh, lúc mà mình bị ăn gậy thì mình đã gần như là xóa hết tất cả video liên quan À không Mình đã xóa một số video đâu đó là khoảng 5 tháng và Nói chung là không thường bạn Các bạn để ý khi xem video có hấu á Thì đầu video thì hấu quảng, uh, gọi là quảng cáo rồi Sau đó thì hấu đã cắt bỏ cái đoạn intro quảng cáo hết rồi Nhưng mà ai ngờ hấu cắt 5 tháng Hình như là nó quét tới tặng một năm đó các bạn ơi Vẫn còn một số video hấu quảng cáo Vì hết là nó cho hấu cây gậy thứ ba luôn Thì hết là ba luôn kênh youtube luôn các bạn ạ à. Um vì thế là trên kênh này thì mình sẽ làm lại về lock phút cũng như là à, bạn nào muốn thì à, đừng quên là like video này cũng như đăng ký kênh thì sắp tới thì hấu sẽ làm những cái bộ quay liên quan đến lock phút cho các bạn à, trước ha rồi thì đó là cũng như là video đầu tiên thông báo về cái kênh này của mình khi mà chưa gì hết trơn là chưa làm được video gì hết thì kênh của mình bay luôn các bạn ạ à. ok anh em bây giờ thì bye bye anh em và hẹn anh em vào một video liên quan đến lock foot tiếp theo trên kênh mới này của mình nha